đang có một cái lệnh triple đang ăn là 266% với lợi nhuận là 543 đô. Mọi người thấy không ạ? Lệnh này Mậu mới vào có vài tiếng đồng hồ thôi, cái vốn của Mậu chỉ bỏ ra là 203 mà hiện tại chúng ta đang ăn là 543 đô. Đây là hai lệnh Mậu mới vào chưa đầy một tiếng đồng hồ, đó là lệnh Bitcoin và Ether. Và hiện tại lệnh Bitcoin Mậu đang ăn là 271%, tương đương với 831, và lệnh Ether Mậu ăn là 209% với tương đương là 642 đô. Đây mọi người nhìn đây, đó mọi người thấy không ạ? Cái này là chưa đầy một tiếng, nhưng nếu mọi người nhìn kỹ lại đi thì vốn chúng ta bỏ ra là bao nhiêu tiền để chúng ta ăn được chừng đó tiền. Mọi người nhìn kỹ lại nha, tổng vốn Mậu bỏ ra chỉ là 305 đô cho mỗi lệnh, nhưng mà chúng ta ăn một lệnh thì là 642 đô, một lệnh là khoảng tầm 831 đô. Thì bây giờ mọi người thấy không ạ? Chỉ cần bỏ 305 đô cho mỗi lệnh mà chúng ta đạt được điều đó. Làm sao chúng ta có thể bỏ vốn khoảng tầm 305 đô mà chúng ta kiếm lợi nhuận được 831 đô đến 642 đô như vậy? Đó là nhờ vào bí quyết siêu cấp nhân 10 account mà Mậu hướng dẫn cho quý anh chị vào năm 2024 này. Những anh chị nào chúng ta chưa biết về Mậu Finance thì bên Mậu Bùi Finance gồm có Mậu Bùi Academy, có những giáo trình giúp cho quý anh chị học hỏi biết về đầu tư crypto làm sao cho dễ dàng nhất mà là chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận nhiều nhất có thể. Đương nhiên là khi mà trading lúc nào cũng sẽ thắng và thua, khi chúng ta thua thì chúng ta thua ít thôi, mà chúng ta thắng thì chúng ta thắng nhiều hơn. Thì đây là cái giao diện của app Mậu Bùi Finance, đây mọi người nhìn thấy đúng không ạ? Rồi chúng ta có khóa là đầu tư crypto toàn diện nè, làm sao nhân 10 account. Còn nếu quý anh chị nào mà chúng ta đã đăng ký các khóa học thì chúng ta có thể bấm vào chữ đầu tư crypto toàn diện. Thì ở đây nó rất là rõ ràng luôn nha mọi người nhé. Nó chỉ là bao nhiêu bài học, học những gì như thế nào, bài nào có những cái syllabus. Đó là chúng ta có cái gì trong này. Rồi ngoài ra hãy nhấn vào cái phần tài liệu đây nè. Ở đây có rất nhiều cái để chúng ta đăng nhập vào, chúng ta sử dụng những cái thông tin cần thiết ngay lập tức luôn. Ví dụ như sàn Kraken, Coinbase, Ledger, Nano, rồi chúng ta có những cái dữ liệu khác, những cái thông tin khác cho quý anh chị để chúng ta truy cập vào. Thì tất cả mọi thứ bên Mậu Bùi Finance đã giúp cho quý anh chị chúng ta không cần phải tốn công sức quá nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn có thể đạt được kết quả, đạt được kiến thức một cách nhanh chóng nhất. Đồng hành để kiếm tiền cùng Mậu Bùi Finance, thứ nhất là kiếm về kiến thức trước, thứ hai sau đó kiếm được tiền với số vốn nhỏ để chúng ta có cơ hội kiếm số tiền lớn hơn. Và khi một khi chúng ta thua thì chúng ta cũng thua không quá nhiều tiền. Thì những anh chị nào mà chúng ta mong muốn có cái cơ hội để đồng hành cùng Mậu Bùi Finance và các học viên khác, những người đã đạt được rất là nhiều lợi nhuận, cả hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn trong vỏn vẹn trong vòng 6 tháng tới 1 năm trời, các anh chị đó là những minh chứng đồng hành đúng người, mentor hướng dẫn cho mình một cách tận tình, thì các anh chị hoàn toàn có thể kiếm được tiền ở trong thị trường crypto này. Các anh chị mà chúng ta đã học qua những cái video ở trên cái app Mậu Bùi Finance mà chúng ta có một cái gì đó mà chúng ta không hiểu, cũng đừng lo lắng, đội ngũ bên Mậu hướng dẫn cho các anh chị từng ly từng tí. Nếu quý anh chị không biết tiếng Anh, không đành về technical, về máy tính, không đành về cách mua bán chuyển tiền như thế nào, không sao cả, có đội ngũ bên support của Mậu Bùi Finance sẽ hướng dẫn cho quý anh chị từng ly từng tí, cầm tay chỉ việc giúp cho quý anh chị đến khi nào chúng ta thực hành rành rọt thì thôi, gọi vào số hotline 866-212-3389 hoặc vào click vào đường link bên dưới ngay lập tức nhé. Hẹn gặp mọi người sớm để Mậu chia sẻ cho quý anh chị bí quyết siêu cấp nhân 10 account trong năm 2024 này nhé.